đọc báo Vẹn để thấy những cái loa tuyên truyền của Đảng Việt Cộng lố bịch và kịch cỡm ra sao. Đọc báo Vẹn để thấy một xã hội thối rữa nhầy nhụa thế nào dưới ách cai trị độc tài của lũ độc ác phi nhân Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Khôi xin kính chào quý vị, cùng với Hoàng Tuấn chúng tôi xin trở lại cùng quý vị qua chương trình đọc báo Vẹn tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyễn Khôi và xin chào tất cả quý vị. Chào Linh Mục Hoàng Tuấn. Không dám. Hôm nay trông Hoàng Tuấn này mặc một bộ đồ suit trông rất giống một vị linh mục, nhưng mà rất tiếc là không phải linh mục, không phải chào Hoàng Tuấn đâu quý vị nha. Lâu lâu mình cũng phải làm ra vẻ đạo đức một tí. Ra vẻ thôi, làm ra vẻ thôi cho quý vị. Và chúng ta bắt đầu với bài báo tuần này, đang mùa Halloween cho nên anh Hoàng Tuấn cũng có những chuyện Halloween để chia sẻ với quý vị. Mời Hoàng Tuấn. Thưa quý vị, chúng tôi có những hình ảnh trên báo VNSF. Giới trẻ với đêm hội Halloween, những tiết mục vui nhộn, những chiếc mặt nạ ma quái cùng show thời trang, cosplay, game thủ là hình ảnh về đêm hội Halloween sôi động vừa diễn ra tối 26 tháng 10 tại nhà văn hóa Yên Hòa, Hà Nội. Thế bây giờ Hà Nội cũng tổ chức hình ảnh của Halloween. Rồi là rất là ma quái mà. Rất là ma quái. Và đây là hình ảnh của những game thủ. Quý vị, ở Việt Nam trong thời buổi bây giờ thì người ta du nhập cái mới rất là nhanh, nhưng mà du nhập những cái chuyện mà ăn chơi vui vẻ, để còn những cái chuyện mà siêng năng làm lụng thì là tôi chả có du nhập gì cả. Thế bác Hồ có đi gọi đi hội Halloween với các cháu năm nay không? Không thì không đi, nhưng mà chúng tôi biết như thế này nè, cái chuyện mà thanh niên tổ chức lễ Halloween bắt chước theo của người Mỹ, của người Tây phương thì mới đây thôi, nhưng mà trước đó thì Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã làm lễ rước ma quỷ hồi mấy năm trước rồi, mà làm lễ rất là trân trọng, và trong buổi lễ đó không hóa trang mà chỉ để hình của Hồ Chí Minh thôi. Từ đó anh biết ai đã làm công việc đó, tức là cái người đó hay là cái... tức là đã đứng ra tổ chức lễ một cách rất là trân trọng. Không, tôi không biết. Là lễ rước ma quỷ. Tôi chuyện năm nay mới có Halloween ở Việt Nam thôi chứ. Vì đó là cái lễ rước ma quỷ, có nghĩa là rước Mỹ qua đó. Là cái khi mà ông Bill Clinton qua đi ăn phở Việt Nam rồi sau này là ông Bush. Thế là Đảng và Nhà nước ta ngày xưa là chống Mỹ đến cùng. Thế bây giờ làm lễ rước, và dĩ nhiên trong các buổi lễ của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì thế nào cũng có cái tượng Hồ Chí Minh là để làm để trang trí. Thì người ta nói là lễ rước ma quỷ mà không có hóa trang, thì có hình của bác Hồ thôi. Chính đáng phải. Hà Nội có nhiều người mù chữ nhất nước. Anh nói thật hay nói đùa? Dạ, tôi đọc báo à. VN Express ạ. Thứ nhất á, là Hà Nội chuẩn bị ngàn năm tuổi. Hà Nội là cái là thủ đô của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một nơi rất văn hiến. Rất là một nơi mà là nhà nước đã chọn làm thủ đô, phải không? Là cái nôi của xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam để mà khai hóa cho dân miền Nam. Thế nên tại sao là có người mù chữ? Anh nghe tôi đọc cái bài báo đó, anh đừng có gọi là kêu là bức xúc quá. Hà Nội có nhiều người mù chữ nhất nước, cả nước hiện có gần 1.700.000 người mù chữ, tập trung nhiều nhất vào độ tuổi trên 36, trong đó Hà Nội có gần 235.000 người. Và thành phố Hồ Chí Minh thì hơn 90.000 người không biết đọc, không biết viết. 36 tuổi tức là sinh khoảng năm... 72, 73. Bây giờ 2008 nhiều không? Thế thì... Trước 75 ấy. Trước 75 khoảng khoảng chỉ có vài năm thôi. Nhiều không? Ủa thế này đâu có phải là tàn dư Mỹ Nguyễn. Cái này tàn dư xã hội chủ nghĩa, tại vì cái chuyện này nó xảy ra tại Hà Nội, vâng thưa anh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 6 thì cả nước có hơn 140.000 người trong độ tuổi 15-25 không biết chữ. Ở độ tuổi 25-35, con số này là gần 250.000 người, và tỷ lệ mù chữ nhiều nhất rơi vào độ tuổi trên 36 với gần 1.300.000 người. Đất nước thì gọi là đã giải phóng và thống nhất là ba mấy năm rồi anh nhỉ? Và nhà nước ta đã hết chiến dịch này ngay từ, tôi nhớ là ngay từ năm 1975 thì nhà nước đã vận động gọi là giáo dục quần chúng, tuyên truyền rất là rầm rộ các lớp và bình dân học vụ, vâng, xóa đói giảm nghèo và xóa nạn mù chữ. Mà theo tôi nhớ không lầm gì ra đã có những thành tích là công bố là đã xóa sạch nạn mù chữ trên đất nước ta cũng cả mấy chục năm về trước rồi mà. Cho đến bây giờ hơn 2008 thì người ta mới khám phá ra Hà Nội có nhiều người mù chữ nhận được. Đây là những vấn đề sai sót còn nổi cộm mà sau một thời gian
rà soát lại thì mới thấy. Và chưa hết cho quý vị là còn các, tuy nhiên ở Hà Tây cũ đó và Lạng Sơn Gia Lai vẫn có số người tái mù chữ cao. Đúng rồi. Thế là chứ xóa lần rồi. Đã biết chữ rồi. Ờ, xóa xóa một lần xóa rồi. Bây giờ lại mù chữ ra lại. Thôi được quá. Tại hội nghị sơ kết vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hôm nay thì Phó Thủ tướng Nguyễn Thị Nhân cho rằng các địa phương cần rà soát thiết kế chương trình học tập cộng đồng theo nhu cầu của người dân. Ngoài ra cần rà soát và chuẩn hóa điều kiện về con người, tiền vốn, chương trình học và hệ thống tư liệu học tập. Chúng tôi không hiểu là những người mà viết bài báo như thế này, những người đọc họ sẽ hiểu như thế nào. Toàn là chữ nghĩa rộn ràng mà thực chất không có cái gì cả trong này cả. Cái này là theo công thức, nó có sẵn rồi. Thì cái việc cứ bóc bỏ vô. Viết báo thì nhà nước, trong nhà nước xã hội chủ nghĩa dễ quá họ ngay. Tại vì nếu mà làm qua một tí đó, nó mới gần đây là đã có cái tin là ngay cả báo Đại Đoàn Kết ấy, đã bị kỷ luật. Tức là tất cả phải đi theo lề bên phải, không có được có một tí nào cả. Nhân cái chuyện mà anh nói là bây giờ đã là 33 năm thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam mà vẫn còn cái nạn mù chữ. Thì chúng tôi mới nhớ hôm trước Hoàng Tuấn đi dự một cái đám cưới, thì có một số đồng hương kể cho Hoàng Tuấn nghe cái chuyện này xảy ra ở ngay quê hương của những người đó ở ngoài miền Trung. Thì nó là khi năm 75 về đó, thì có một cái ông nọ, ông là đi theo du kích thôi. Là trong thời kỳ chiến tranh thì anh cũng vác súng, anh chui vô lùm vô mũi vậy đó, nổ đi đường đại đá. Thì sau năm 75 về thì cũng có giá đó, chúng ta đã từng theo cách mạng mà. Thì ở miền Trung, thì ông nói vậy, giải phóng rồi, mai một mình còn ăn đùa đúng không? Ăn nghĩa thôi, ăn nghĩa như là Liên Xô hay là Ba Lan hay là Hiệp Khắc hay là mấy nước Đông Âu thôi. Mình còn ăn đùa nữa. Nói cho rất là hùng hồn. Thế từ cái năm 78, như năm 78 là cái năm mà nói khổ khủng khiếp. Thì anh cũng còn lần quần ở trong cái khu đó, tại vì du kích thôi cũng chả làm được cái tích sự gì. Lúc đó anh cầm dĩa chưa? Thế thì có người cũng là, tự nhiên cái thời nhất là ngoài miền Trung người ta sợ cán bộ ghê gớm lắm. Tại vì ngoài đó là sắc máu nó khủng bố hơn ở trong miền Nam nữa. Nhưng mà có người cũng là bà con mới đánh bạo mà. Nè, ổn ngoại là mà mình mang đùa nữa, thì năng địa, mà có thấy mới nè. Ta hỏi mấy cái mấy tháng đi làm mình ăn chi? Thì mình ăn củ mi nè, củ chuối nè, củ láng nè, phơi láng nè, chứ có lúa gạo mới mà ăn. Thì đi này nịa đi nị. Nịa năm răng đấy. Đụa mà răng mà ăn được. Nịa năm răng thì có. Nịa thì có. Oh man, rồi Hoàng Tuấn. Chứ đọc cái chuyện đó là cái chuyện thực tế của những người sống ở vùng đó, kể cho Hoàng Tuấn nghe, Hoàng Tuấn xin kể lại. Cái tin lúc nãy, tin của Nguyên Khôi thì là khá là bi quan. Vậy thì chúng tôi có một cái tin rất là hồ hởi và phấn khởi. Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.500 tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân. Wow. Báo Sài Gòn Giải Phóng online. Ngày 31 tháng 10, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho các tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư các ngành học của trường. Có 3 tiến sĩ, 211 thạc sĩ, 795 cử nhân hệ chính quy và gần 500 cử nhân hệ không chính quy và cao đẳng được nhận bằng. Tại buổi lễ trao bằng, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tặng bằng khen cho một thủ khoa và 3 á khoa của trường. Đặc biệt, đợt tốt nghiệp này có 42 sinh viên chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp, tốt nghiệp với gần 100% sinh viên đạt loại khá và giỏi. Rồi, chúc mừng là các tân khoa phải không ạ? Khoan vội mừng. Đấy, anh thấy là 1.500 tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân phải không? Chúng tôi lại có một cái bài báo từ Vietnamnet mà hình như là, nếu chúng tôi nhớ không lầm, thì Vietnamnet thì cũng là lấy tin tức từ thông tấn xã Việt Nam khá nhiều. Đúng như vậy. Mang bằng tốt nghiệp đại học đi cầm đồ. Anh thấy không? Nhờ là tới nó có nhiều bằng như vậy cho nên mới có cơ mà đi cầm như thế này. Chúng tôi, thưa quý vị. Anh có chắc chắn không? Tại vì thường người ta đi cầm đồ đó, nghĩa là cầm nhà cửa này. Cầm xe cộ này, như Việt Nam cầm máy móc này, cầm mấy cái xe gắn máy, phổ thông nhất, cái cùng lắm cầm sổ đỏ là cùng thôi, cầm bằng nữa. Thì cái tin mà anh nói là người Hà Nội mù chữ nó không bằng cái tin này, tôi nghĩ cái tin này là nó ấn tượng hơn, nó hoành tráng. Nè, chuyện thật mà nghe như đùa, nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm, trong lúc túng quẫn đã mang tấm bằng cử nhân, tên hiệu cầm đồ, chỉ để lấy tiền. Đó. Tấm bằng đại học chỉ có giá là 1.500.000 thôi.
Trong này thì bài báo khá dài, thưa quý vị, bài báo khá dài, chúng tôi xin trích một vài đoạn thôi. Anh Hiển, chủ tiệm cầm đồ ở phố Lý Nam Đế kể, thưa quý vị, lại cũng xảy ra ngoài Hà Nội. Cầm bằng tốt nghiệp cũng có mùa vụ của nó. Đối với các tân cử nhân ra trường 4 năm tháng, công việc chưa ổn định, thiếu tiền sinh hoạt, cấm hết các thứ, cấm là một cái tiếng lóng đó. Rồi sẽ đem tấm bằng tốt nghiệp đến, nhiều cử nhân ra trường đã lâu nhưng không kiếm được việc làm, hoặc là làm việc mà không cần đến bằng đại học, thì bất cứ lúc nào tốn tiền họ cũng mang đến thật. Mà cái loại bằng nào thì có giá hơn anh? Theo cái bài báo trong bài báo này nó là bằng của phổ thông trung học có giá hơn là bằng đại học. Ủa, sao vậy? Lý do là sau một thời gian nếu mà khổ chủ không đến nhận lại bằng thì người ta có quyền bán. Nhưng mà cái bằng phổ thông trung học bán dễ hơn là bằng đại học. Tức là nếu mà cầm bằng mà không trở lại lấy mất gắn chịu. Dạ, người ta đem đi bán. Nhưng mà cái bằng phổ thông trung học bán nó dễ hơn, bán dễ hơn cái bằng đại học. Nhưng mà bằng thì nó có tên tuổi trên đó, nhiều khi có hình ảnh trên đó, là sao bán làm sai được. Trong này người ta hỏi thì dĩ nhiên những người mà bán bằng người ta nói là người ta có cái công việc của người ta. Không biết được, bí mật của anh đừng nói ra, cái đó là bí mật quốc phòng. Đây nè, trong vai một cử nhân đi cầm bằng tốt nghiệp của mình, chủ nhân của hiệu cầm đồ cạnh trường trung học phổ thông Quang Trung hơi ngạc nhiên vì chuyện con gái đem cả bằng cử nhân đi cắm, con gái đi cắm luôn. Chủ hiệu cầm đồ hất hàm hỏi, bằng trường nào? Loại gì? Sau khi nghe câu trả lời, trường báo chí loại khác, anh lắc đầu ngao ngán. Thế thì thôi em ạ, bằng của mấy trường đó anh không có khoái thì không có giá lắm, ít nhiều. Khi có một anh chàng mang cả hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng đại học thủy lợi đến, anh Hiển chủ hiệu cầm đồ phố Lý Nam Đế ra giá. Em để lại chứng minh thư bằng cấp 3, anh sẽ trả cho em là 2,5 triệu. Còn bằng đại học thủy lợi anh trả kịch kim tức là cái giá rồi đó, 1,5 triệu, không thể cao hơn được. Kịch kim 1,5 triệu không thể cao được. Bằng đại học, thưa quý vị, bởi vậy, thưa quý vị, nếu mà quý vị về Việt Nam bây giờ mà quý vị gặp những vị chức sắc mà có bằng cấp thì quý vị phải coi chừng. Nhiều khi là cái vị chức sắc đấy mới ghé ngang qua tiệm cầm đồ là mua lại cái bằng nào đó. Nó có giá cả đàng hoàng anh nha. Sở dĩ các cửa hàng cầm đồ như của anh Hiển là đồng ý cầm bằng tốt nghiệp là vì họ có những mối làm ăn để có thể tiêu thụ nếu có người cần mua. Ngay cả thủ đô Hà Nội đấy nha. Anh Hiển đã bán lại được một tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông với giá 4,000,000 đồng cho một người giao thông tin trên mạng có nội dung là tôi đang cần mua bằng trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông. Nếu ai có thể đáp ứng yêu cầu thì xin liên hệ qua email, email có địa chỉ đàng hoàng. Lớn mạng đàng hoàng. Lớn mạng đàng hoàng, công khai đàng hoàng. Và thưa quý vị, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cái đất nước xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng thưa quý vị, cái vụ mà cầm bằng, bán bằng này, nếu mà chúng tôi cũng thắc mắc là cái cô hoa hậu đó. Tại sao cô không biết tính cái đường dây này ha? Đâu có phải thắc mắc là đi kêu hoa hậu mà không có bằng tốt nghiệp phổ thông. Giá hồi đó mà cô ấy lên mạng trước à? Thì rất là kiếm được tấm bằng cái dễ dàng rồi. Cho nên nhiều khi đẹp mà không thông minh. Hoặc là không, gọi là không chúng thời, không gọi là không cập nhật, không bắt kịp thời cơ, nghĩ không ra. Rồi bây giờ chúng ta có một bài báo liên quan tới công ty Vedan. Trong thời gian vừa qua thì anh Hoàng Tuấn đã nhắc nhở đến cái vụ sông Thị Vải trở thành một con sông chết, và cái công ty Vedan này đã làm ô nhiễm môi trường rất là nặng nề, và mười mấy năm qua họ đã cố tình làm cái chuyện gây ô nhiễm môi trường đó. Và bây giờ thì thưa quý vị, là chính phủ xử lý, chính phủ trung ương xử lý cũng không xong, mà tỉnh thì e ngại không biết là phải xử lý như thế nào. Huyện thì đổ cho tỉnh thì đổ cho huyện, và bây giờ không biết là xử lý tới đâu. Một người dân trong nước và trên tờ báo Lao Động họ đã có cái phần lên tiếng như sau: không xử lý được Vedan, nỗi niềm luật pháp Việt Nam. Vụ việc công ty Vedan của Đài Loan 14 năm cố ý xả nước thải độc hại giết chết dòng sông Thị Vải đã bị lật tẩy, gây nên sự bức xúc gay gắt của công luận cả nước suốt 2 tháng nay. Với sai phạm đã chuyển sang mức độ tội cố ý gây hậu quả trên mức nghiêm trọng kéo dài, và rõ ràng như vậy. Những tưởng người đứng đầu Vedan khó mà thoát tội hình sự, ấy vậy mà công luận bất ngờ ngớ người ra vì đối chiếu các luật, chúng ta khó xử lý hình sự Vedan. Bởi theo bộ luật hình sự nước ta quy định tội làm ô nhiễm môi trường phải hội đủ ba yếu tố, đó là cá nhân cụ thể từng bị xử lý hành chính gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi Vedan thì đã bị phạt hành chính trong một năm nay, phát hiện có sai phạm coi như chưa bị phạt hành chính, trong vòng một năm để điều kiện xử lý hình sự là hợp quy nên không xử được. Đại khái là nhà nước ta luật pháp nó cứ lủng củng anh ạ, nó cứ rối tung lên, rồi bây giờ không biết là xử trí như thế nào trong cái hoàn cảnh như thế này. Rõ ra là con sông bị chết. Dạ, rõ, sông chết.
cái người phạm tội đã cũng biết cả rồi. Và cái chuyện này không phải là vô tình mà cố tình gây ra 14 năm, cái bằng chứng nó rõ ràng như vậy rồi. Mà chỉ vì luật pháp không nghiêm minh, không xử được. Việt Nam của chúng ta có một câu là lúng túng như thời vụ mất kim. Nhưng mà cái này còn tệ hơn thời vụ mất kim nữa. Anh có từng nuôi gà, anh biết người ta nói là như con gà mắc tóc. Con gà nó bị vướng tóc vô chân đó. Nó đi lạng quạng lạng quạng. Nhưng mà cái chuyện này thì tôi nghĩ như thế này, không phải là không không xử lý được, nhưng mà nó lấn cấn, thì thế nào cũng có chủ doanh nghiệp, thế nào cũng có lót tay lót chân cho các bối rồi, cho nên là rất là khó xử. Thế bây giờ anh cứ nhìn lại đi, chúng tôi xin phép nhắc lại cái chuyện ở Hà Nội, đất của giáo xứ Thái Hà, còn giáo xứ anh thấy không, rất là nhanh gọn, kẹt một cái là thành công viên này. Thành công viên văn hóa rất là đẹp. Rồi như là hai nhà báo mà vụ VMU18, kẹt một cái là xong, là một người ở tù người cảnh cáo là làm liền. Còn cái này là rõ ràng là dòng sông chết mà biết bao nhiêu người dân ở đó người ta đã đời sống bị ảnh hưởng rất là nặng nề nhưng mà không có xử. Cũng báo Sài Gòn Giải phóng Online ở Cần Thơ chờ xử lý quả bom 200 kg. Bom cũng phải xử lý, cái gì cũng xử lý cả, phạm tội cũng xử lý, bom cũng xử lý. Ngày 28 tháng 10, các nhân viên công ty thương nghiệp hỗn hợp Thanh Trúc chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, cách đây gần một tuần, trong khi dùng cần cẩu xúc cát từ xà lan lên bờ, đã phát hiện quả bom có chiều dài gần 1m6, đường kính hơn 30cm, nặng khoảng 200 kg. Quả bom gồm có 2 ngòi nổ, hiện 1 ngòi còn khả năng kích hoạt nổ, có thể dẫn đến thương vong lớn. Có thể vì bom nổ thì chết, chứ có thể được, có thể nữa. Đáng quan ngại là mấy ngày qua, sau khi công ty trình báo, chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý quả bom. Xử lý sao? Bom mà thấy như vậy đó là phải báo ngay qua bên quân đội. Rồi. Có những chuyên viên mà bị bom mìn á, không xử lý được. Đi. Chứ còn ông này, mấy ông này không biết xử lý thì tôi đề nghị như thế này. Thế thì kêu mấy ông chính quyền địa phương đó, chủ tịch hay là thế cái này thuộc về không biết huyện hay là tỉnh hay là tôi kêu mấy ông tỉnh luôn đi, cũng đã tỉnh cả huyện rồi cả rồi. Ngồi hết làm thơ đó mà. Ngồi hết ôm quả bom. Xong rồi cái kích hoạt của bom nó nổ một cái rồi. Chúng ta sẽ xử lý toàn bộ. Rất là nhanh chóng mà. Rất là nhanh chóng. Gọn gàng nữa. Tại vì đây là bom. Không ăn được anh ạ. Nhưng mà cái này mà ăn được á hả? Phải cần chờ cái anh xử lý rồi. Đúng rồi. Cái này mà nó có tí vàng bạc trong đó là kể như là xong tút tùn tụt rồi. Thông báo lao động coi thường giá trị văn hóa. Lao động ngày 31 tháng 10, bài báo như sau. Câu chuyện xung quanh văn chỉ Vĩnh Sương, tức là ngôi miếu cổ thờ đạo học ở thành phố Nha Trang, bị đập đi để lấy đất xây trạm y tế, bán gạch ngói cổ gần 150 năm với giá 23 triệu đồng để không hiểu dùng làm gì. Có lẽ là một trong những câu chuyện bi hài nhất về cách tư duy của những nhà quản lý địa phương. Họ, những nhà quản lý địa phương chính là những người có trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam. Cái đáng phải buồn trước hết là câu chuyện trên lại xảy ra ở một thành phố lâu nay nổi tiếng cả nước về chuyện tôn vinh cái đẹp. Thì ra các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ lâu nay được tổ chức chỉ là một cách nhìn về cái đẹp hiện tại và trong trường mực nào đó có thể nói là cái đẹp của quảng bá du lịch kinh doanh. Trong cụm từ văn hóa, văn có nghĩa là đẹp, là sáng trong, đạo hạnh là truyền thống, là lịch sử của tổ tiên, là những giá trị không thể bán mua và phút chốc bị dập vùi. Vâng, đất Nha Trang thì cũng có xa gần liên hệ với anh không ạ? Thứ hai của tôi này. Thưa quý vị, nơi này chỉ nổi tiếng với những cuộc thi hoa hậu, tức là gọi là làm cái câu chuyện, làm cái việc văn hóa. Là việc văn hóa. Thế mà họ có một ngôi miếu cổ đã giữ được tới 150 năm rồi. Bây giờ đập phá. Đập phá. Bán. Bán. Ngói gỡ bán từng viên một. Tại vì ngói cổ như vậy rất là quý. Những người mà họ sưu tầm đồ cổ. Tại vì hoa hậu thì nó mới hơn. Tôi thích cái gì mới. Đổi mới tư duy. Cái gì nó mới mới mà nó tươi tươi mát mát nữa. Chúng tôi cũng có một câu chuyện về văn hóa và giáo dục. Cũng trên báo Sài Gòn Giải phóng Online ngày 31 tháng 10. Nâng cao trình độ học vấn cho đồng bào người Hoa. Đó là ý kiến được nhiều bà con người Hoa. Người Việt mình còn chưa nâng cao thì sao mà chú trọng tới người Hoa, có phải lo trắng cho nhiều tức người là, không vậy? Bài báo này có nghĩa là mặc nhiên khẳng định là người Việt mà đã được nâng cao rồi. Cao đủ rồi. Cao đủ rồi.
Đó là ý kiến được nhiều bà con người Hoa nêu ra tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Tân Phú với hơn 200 đồng bào người Hoa trên địa bàn quận sáng 30 tháng 10. Cũng tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội dân sinh của người Hoa đã được trao đổi, như cần quan tâm hơn nữa quan tâm hơn nữa tới công tác tạo nguồn cán bộ người Hoa, thường xuyên mở lớp tập huấn chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ cơ sở là người Hoa, tạo sân chơi cho người Hoa về văn hóa văn nghệ, tổ chức ngày hội hướng nghiệp, mở các lớp xóa mù cho người Hoa, lại xóa mù tiếng Việt để xóa bằng kia xong đây mà họ dùng, anh có đọc thiếu không? Xóa mù rõ ràng không có xóa mù chữ không hay là xóa mù không có chữ không có chữ. Hiện nay người Hoa chiếm 10% tổng số dân của quận Tân Phú. Thì quý vị, tức là ở Hà Nội thì là nhiều người mù chữ nên chưa xóa được, bây giờ là tính xóa mù xóa mù chữ cho người Hoa. Thì chúng tôi cũng nhớ cái chuyện là có một cán bộ cũng đi tuyên truyền với người Hoa đó, nó là đảng và nhà nước á là lúc nào cũng quan tâm để mà lo cho vấn đề giáo dục, là không có, nhất là người Hoa đó là anh em với người Việt. Trong thời kỳ chiến tranh thì là Trung Quốc đã giúp đỡ cho Việt Nam, thì bây giờ đồng bào người Hoa thì đảng nhà nước cũng quan tâm, cho nên là đồng bào yên tâm, ai cũng sẽ được học hành, là tới nơi tới chốn, không có cái chuyện mà phân biệt đối xử, phân biệt đối xử dễ dàng. Thì có một ông nói để làm cái kiếm đấy, lại cán phụ nói là tôi nói là đúng 100%, ai cũng được đi học, và già nước bây giờ là cho cũng ai cũng được cho đi học à. Thì mấy người chung quanh nhìn nó muốn thì cán bộ sao thì bác cho ý kiến tiếp về cái chuyện mà bác nói là ai cũng được học, ai cũng được đi học á. Cái thằng cháu vợ của Ngộ đó, hồi năm 75 á, trước năm 75 nó là sĩ quan mà, nó học có bằng tú tài rồi, nó giỏi lắm mà, nó nói tiếng Anh, tiếng Pháp cũng liệt luôn mà. Mà giải phóng là 75 vậy à, gia liếc còn cho nó đi học mười mấy năm nữa, nó học giỏi rồi, còn cho nó đi học nữa, ai cũng được đi học à. Anh của Ngộ á, ở chợ lớn á, là quân tán nó giỏi lắm, tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng gì nó cũng biết, nó giỏi lắm. Nó phun tán nó giàu lắm, và lớp giải phóng về nó cũng đi học mười mấy năm để ai cũng được đi học. Cán bộ muốn đi học vậy cũng được đấy. Cán bộ còn nói vậy mày, cán bộ lắc đầu, cán bộ muốn đi học vậy cũng được, và lớp cũng cho đi học luôn. Chúng tôi có bài báo tiếp là gây ô nhiễm thì lại được hoan nghênh, báo Lao Động tiếp tục làm rõ việc người dân bức xúc phong tỏa nhà máy xử lý rác của công ty Vũ Nhật Hồng, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Chúng tôi phát hiện thanh tra sở TNMT, không biết là cái gì, chỉ nhắc nhở thay vì xử phạt. Ủy ban nhân dân tỉnh không chỉ hoan nghênh mà còn yêu cầu kiểm tra để xử lý người dân khiếu nại ở góc khác. Tức là cái người mà phạm tội đó, thì thay vì xử phạt chỉ nhắc nhở thôi mà lại còn được khen nữa, trong khi người đứng ra tố cáo thì lại bị xử lý khiếu nại mà ở một góc độ khác. Tức là anh chẳng hạn anh Hoàng Tuấn mà khiếu nại cái vụ nào đó, bê bối nào đó thì hướng khác. Không không ạ, người ta sẽ đến xử lý anh trong một cái góc độ khác, tức là không có liên quan những cái chuyện kia cả, mà có thể là tại vì anh mặc áo một bộ cái bộ suit như vậy, màu đen như vậy, anh có thể có ý đồ là muốn giả sạc linh mục chẳng hạn, ví dụ như vậy, nhưng nó không có liên quan đến chuyện kia cả. Thì cũng giống như điếu cày mà bị chữ tuân thuế đó. Thưa quý vị, chuyện dài xã hội chủ nghĩa nói không thể nào hết được. Hoàng Tuấn, Bệnh Nguyên Khô xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.